Xin chào các bạn, sau nhiều tháng ngày chờ mong mòn mỏi thì cuối cùng chiếc iPhone thế hệ mới cũng đã chính thức được trình làng giới công nghệ với nhiều điểm mới. Và mình chắc chắn rằng các iFan sẽ rất là thích thú vì mình cũng là iFan. Và đúng với dự đoán thì chiếc iPhone thế hệ mới này sẽ mang tên là iPhone 7. Về thiết kế thì iPhone 7 không thực sự khác biệt so với các thế hệ iPhone 6 và 6S. Tuy nhiên, Apple vẫn chế tạo chúng theo một kiểu mới, có chất lượng hoàn thiện cao hơn, dãy anten mỏng hơn và gọn gàng hơn, đặt ở phía sau, được chuyển lên phía trên đỉnh và dưới đáy máy. Đồng thời đã loại bỏ jack chấm tai nghe 3.5 như tin đồn trước đó. Cụm camera với thiết kế mới bớt lòi và cho cảm giác liền mạch hơn, cùng với đèn LED là 4 tông màu và được trang bị hai loa ngoài ở trên và dưới. Nhìn chung về thiết kế thì máy có vẻ liền khói và chắc chắn đẹp hơn. Màn hình của iPhone 7 được sử dụng với kích thước cũ là 4.7 inch, nhưng sử dụng màn hình với chất lượng Retina HD cho độ nét cao hơn và màu sắc trung thực hơn. Đặc biệt thì iPhone 7 đã loại bỏ nút home vật lý truyền thống và thay vào đó là một nút home cảm ứng. Với điểm này thì người dùng sẽ bớt lo lắng hơn về việc iPhone bị liệt hay bị hư phím home như các phiên bản trước. Ngoài ra còn có một tính năng cũng được nhiều người mong chờ, chính là việc iPhone đã được hỗ trợ chống nước theo tiêu chuẩn IP67. Vậy là từ nay bạn hoàn toàn yên tâm khi đi ngoài trời mưa, hoặc là lỡ tay làm rơi máy xuống nước. Về cấu hình thì iPhone 7 được trang bị bộ vi xử lý Apple A10 với tốc độ xử lý vượt trội, với xung nhịp 2.4GHz. Đồ họa thì được nâng cấp và có RAM là 2GB. Cấu hình này quá đủ cho hệ điều hành iOS trải nghiệm từ ứng dụng cho đến trò chơi đòi hỏi đồ họa cao. Và cũng đúng như những tin đồn trước đó thì iPhone 7 sẽ sở hữu bộ nhớ lần lượt là 32, 128 và 256GB. Camera chính của iPhone 7 sẽ có độ phân giải là 12MP nhưng được nâng cấp lên thế hệ mới với tốc độ cao hơn 60%, trong khi tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với trước kia. Ngoài ra thì cụm camera mới cũng được sử dụng ống kính với 6 thành phần thấu kính cùng với độ mở khẩu F1.8, có chống rung quang học giúp cho hình ảnh cải thiện hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là Apple đã nâng cấp bộ vi xử lý hình ảnh, tăng gấp đôi sức mạnh cho phép xử lý nhanh hơn và tốt hơn. Flash thì được nâng cấp lên 4 đèn, mạnh hơn 50% so với trước kia. Tuyệt vời hơn nữa thì bây giờ người dùng iPhone 7 đã có thể tha hồ tự sướng và thực hiện video từ camera trước, với độ phân giải mà camera trước đạt được là 7MP cùng với khả năng ổn định hình ảnh tự động. iPhone 7 sẽ có 5 màu sắc gồm đen bóng, đen, bạc, vàng hồng và vàng gold. Pin của iPhone 7 chưa có thời lượng chính xác, nhưng thời lượng sử dụng sẽ cao hơn 2 giờ so với iPhone 6S. Máy sẽ được bán ra vào ngày 16 tháng 9 tới đây và người dùng sẽ được phép đặt hàng vào ngày 9 tháng 9. iPhone 7 với phiên bản 32, 128 và 256GB sẽ có giá lần lượt là 649 đô, 749 đô và 849 đô. Và các bạn thì thích nhất ở điểm nào trên chiếc iPhone 7? Xin mời để lại comment bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại!